xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, thưa các bác, thì hôm nay là chúng em đang giới thiệu với các bác những cái con loa Party House mã là PH12 bát 30 các bác nhé. Thì là đây là hàng bãi, chúng em vừa về được chục đôi đó. Thì hôm nay là chúng em là về cái là ra mắt giới thiệu với các bác luôn. Đó, thì em này thì là nó mang trên mình là bát 30 này, 4 chép các bác nhé, 4 chép liền đây. Thì là mặt trước của nó thì là có 2 chép này, và mặt sau các bác nhìn này, đây là chép bên này này đó, và con này cũng vậy đó, đều có 4 chép nhé. Nó những cái dòng loa mà 4 chép nó rất là lợi tiếng chép, khi các bác nghe nhạc vàng nghe tí tách rất rất là hay luôn đó. Và kể cả là xíu nữa thì em sẽ đánh nhạc sàn, các bác biết riêng cái dòng bát thì hầu là tiếng đánh rất là căng và hay đó. Thì về mặt đằng trước thì là đây là nó làm bằng vân gỗ nhé, vân giả gỗ. Cái này là cái vỏ, nó là vỏ gỗ ép nhé các bác nhé, đó chứ không phải là gỗ thịt đâu nó. Và các bác nhìn này, những cái con hàng bãi này, các bác nhìn này, bên em tuyển chọn hàng rất là đẹp, hàng rất là xinh luôn. Thứ nhất là về cái gân loa, các bác nhìn này vẫn rất là cứng luôn đó. Có thể nói là cái chủ sở hữu của cái những cái đôi loa này trước là người ta dùng rất là ít đó, nhìn rất là đẹp đúng không ạ, các bác nhìn này rất đẹp luôn đó. Và cái râu của nó nhìn rất là khôn các bác nhé, râu nhìn rất khôn luôn đó. Thì đây chính là những cái con bát loa đó. Còn về phía sau thì em sẽ quay ra phía sau cho các bác xem, quay phía này thì nó sẽ các bác dễ nhìn hơn đây đó. Tất cả tem mác là vẫn còn nguyên, nó còn nguyên luôn cho các bác này đó đúng không ạ. Ở bên này nữa, Party House đó, đây là loa là Trung Quốc 100% nhé đó, sử dụng cho nội địa Trung Quốc đó. Thì ở đây là nó có mã cho các bác này, PH12 này, công suất 300W này, trở kháng 8 ohm, đường 92 dB đó, và đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đúng không ạ, và có cả số seri đàng hoàng luôn đó. Thì đây chính là những loại loa xịn, loa xịn của nội địa Trung Quốc các bác nhé đó. Thế nên là về đằng sau thì chúng ta đánh giá tổng thể về, còn về cái e-căng của nó, các bác nhìn cái e-căng nó rất là đẹp luôn. Party House các bác nhìn cái e-căng rất đẹp luôn đúng không ạ. Đó, em sẽ lên đây nhìn cho các bác nhìn thấy hơn này. E-căng nhìn rất đẹp và xinh nhá, rất là xinh luôn đó. Có thể nói là kể cả các bác nhìn này, em hứa với các bác là em chưa hề là vệ sinh cái này đó, mà nhìn bên trong nó vẫn rất là sạch luôn, chưa hề vệ sinh luôn các bác nhá. Đó, có quả đáng là em lấy cái chổi lông gà em phủi qua bụi thôi, chứ không hề là vệ sinh các cái nội thất bên trong đó. Thì đây là các bác nhìn này, từ cái đường gỗ, đường vân gỗ này nhìn rất là chắc chắn luôn đúng không ạ. Đó thì những cái đôi loa này nó đang rất là nổi tiếng bởi vì cái về cái chất âm nó rất là hay đó. Thì bây giờ thì em sẽ test cho các bác qua một đoạn nhạc sàn nhé, test qua một đoạn nhạc sàn cho các bác xem luôn. Sàn em tìm theo là bài nào đánh chất thì em đánh cho các bác luôn. Tìm một bài bài, với bài này phải bài nhạc sàn không? Bài này không phải nhạc sàn nữa các bạn, tìm một bài nhạc sàn nữa các bạn nhé. Bài nhạc sàn này các bác là bài luôn.
các bác vừa nghe một đoạn nhạc sàn của anh rất là căng luôn đó. Thì những cái sản phẩm này là chúng em vừa về và đang được bán tại Tuyên Vũ Audio. Thì các bác có quan tâm thì cứ để lại bình luận bên dưới hoặc là để lại số điện thoại thì nhân viên bên sẽ tư vấn cho các bác, hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp về số 0978503822 thì được bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.